Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ thể theo đơn hàng của một khách hàng, mình sẽ bắt cái con đôi này của con bố mẹ này. Giờ mình phải lấy một cái rổ để đựng chim non. Đó. Đây là cái rổ đựng chim non. Đó. Các bạn, một số bạn hỏi ở trên diễn đàn chim cú ấy hay ấy, thì bảo làm cái lồng như thế nào. Thì đây là một cái mẫu mình đấy, cái đường kính của nó là vòng tròn là 1m2. Cao 1m rưỡi. Đó. Và cái cửa của nó như sau. Đây là cái then chốt. Đây là cửa. Đây, đó. Đây là máng lúa. Đây là máng uống nước. Đây là máng cám. Đây là máng, các máng bổ sung. Thường là sẽ có 4 cái máng. Đó. Khoáng gì đó. Đó, mình để những cái cọng que này để cho nó cắp rác lên. Đó. Kia là cái bãi này là để tắm, cái khay là tắm, đây. Khay nước này tắm. Bởi vì chim nó ấp là nó sẽ có giận mạt, có những lúc là nó phải xuống nó ngâm cả người vào. Đây là cái phần này là phần 45-50 phân. Các bạn dùng cái, tôi dùng cái cót ép là tôi che này để cho nó lơi mà nó ấp nuôi con ở tầm trên. Còn cái đỉnh mái này thì các bạn bắn tôn đó, và để dưới tán cây ảo như thế này. Đó. Thì làm như này thì nó sẽ có cái độ thoáng. Khi nào cần nắng thì nó sẽ nhảy xuống đây, nó dọi cánh ra. Đó, chỗ này là vùng nắng, chỗ này là vùng râm. Buổi sáng cũng như buổi chiều là hai phía. Đấy. Thì đây là một khách hàng có yêu cầu là bón, đặt tiền rồi và bón đôi non này của nó. Đó, con bố nó vừa gù đấy các bác, con trên này là con mẹ đấy. Đôi này là mình muốn thực hiện cái clip này để cho gửi bác, yêu cầu gửi cho bác. Thì tôi đây là cái cửa này, các bạn, cửa đằng kia, nhưng mà tôi cửa này là cửa để tôi nhặt trứng mà nhặt con đấy, các bạn thấy không? Này thì nó vừa cái tay mình mà đấy vào, và các bạn thấy là đây là con của nó ở trong này. Không biết là chỗ này nó hơi chật, tôi quay nó không được rõ ràng lắm, nhưng mà tôi chỉ quay là tôi sẽ thò tay vô và tôi nhặt con đi ra để tôi bón. Giai đoạn này là giai đoạn bón được rồi. Đó. Wow, con mập quá. Ok. Thôi, đi đẻ cho tao nưa mới nhá. Đó, trồng cây đến ngày ăn quả các bạn ạ. Những đôi như này là wow, đôi này một đực một cái các bạn ạ. Con sau là con đực bác ơi. Con này con đực. Con này con đực. 100% một được một cái nhá. Quá đến quá. Từ khi các bạn bắt xong thì các bạn lại kéo cái phần sắt này lên để cho chim mẹ nó khỏi ra. Đó. Đó. Các bạn thân mến, thì mình thì chuyên nuôi chim sinh sản và có cái trang cá nhân là trên YouTube là chim cú gáy hay. Đây, cái rổ mình treo trung chiêng ở giữa đây. Cái người vào người ra thì nó vẫn ấp bình thường.
nó quấn rất là khéo. Đó. Trên Facebook chim cú gầy hay. Đó. Chim mình thì nuôi từ nhỏ lên nên dần là cái độ đẻ nó ổn định lắm. Nó đẻ một năm cũng khá là nhiều con đấy. Bởi vì nó thuần mà, nó thuần. Mình bón chim này, đôi này bón từ nhỏ lên. Thế ra dù mình bắt con nó cũng không gì cả, nó đứng im cho mình bắt. Mà nó biết thừa, tại vì mình bắt quá nhiều lứa rồi. Đó. Con bố thì nó còn bảo được vù. Đó. Thì đây là cái mô hình mà các bạn thấy là tôi sẽ chụp một chút. Đó. Số điện thoại của mình là 0163 530582. Đó. Đôi này thì các bạn thân mến. Đó. Con nếu mà kinh nghiệm mình thì mình nhìn này, con này là con đực này. Đó, con này con đực. Đầu to hơn một chút này. Đấy. Nó tợn hơn một chút. Đấy. Và cái làn lông đuôi của nó rất là rộng. Nhiều sợi lông trắng ở mép ngoài. Đó. Chim rất là ok. Con này các bạn thấy là mang xuống để bón. Bón bao giờ biết mổ mới chuyển cho bác. Bác ấy đặt tiền rồi, bác làm thợ may. Đó, tầm 50 tuổi. Đó. Một đôi nhá, một đôi nguyên bản nhá. Xuống ổ đây. Thì đây là cái lúc quay ra cái xem nào. Quay để đóng ghim vào chân để đánh dấu đôi này các bác ý. Không lẫn với con khác chứ. Đây là cái kìm. Đây là cái kìm. Không phải bấm vào đâu nữa, để nguyên thế. Đó. Đây là cái đạn mà tôi cho vào đây. Đó. Cho vào đây. Đây. Tôi ghim. Còn mái thì tôi ghim bên trái chân. Tính nhìn từ đằng đuôi nhìn lên đầu. Con mái nhá. Xong. Đeo rất là ok. Đấy, trông thế thôi nhưng mà nó không ra được, không bao giờ tuột được. Đấy. Và con trống thì Thao sẽ ghim ở bên phải. Đó. Wow. Đấy. Im mất trật tự. Nhẹ nhàng tình cảm. Đó. Đây là cái đeo rất là đơn giản thôi. Nhưng mà không tuột được đâu. Mà đến già vẫn vậy thôi. Kệ nó. Đấy. Mình cứ dân dã mình làm thế. Nó hơi thô thì nhưng mà nó cũng là cái cách làm dấu. Đấy. Đây là cái kìm. Đó. Rất là cơ động. Và mua một hộp đạn hàng vài trăm cái đạn như này. Những cái đạn này thì tôi dùng để gắn những cái lồng như thế này. Đó, tôi gắn bóp vào đây những cái này. Bóp giữa hai tầng với nhau. Đó. Thì các bạn thân mến thì các bạn có thể đăng ký kênh Chim Cú Gầy Hay của mình để tiếp tục đón nhận những video mới. Đó. Và số điện thoại của mình là 0163 530582. 982. Đó, đây là một đôi mình bây giờ mình phải có trách nhiệm là mình bón đôi này bao giờ biết mổ rồi thì mình sẽ gọi khách hàng đặt tiền của mình đến để lấy. Đó. Tầm này là muộn mất 2 ngày này.
nhưng mà cũng không sao, vẫn còn kịp. Nó hơi tớp tớp nhưng mà mình sẽ có cách thuần hóa nó. Thế nên nếu mà các bạn đúng dịp là các bạn phải bón trước cái giai đoạn này khoảng 2-3 ngày các bạn nhé. Bởi vì những cái đôi như này là mình đã bón tương đối rồi thì nó mới được thế này. Đôi này bón tương đối rồi thì nó mới đạt được mức độ như này. Đấy. Bón loại này là đang học mổ rồi các bạn ạ. Đang học mổ. Những đôi như này thì cũng thế vậy thôi. Mình cũng phải đánh dấu bằng đó. Và những đôi như này cũng thế thôi. Đôi này những đôi có nó nụ hơn nhưng mà mình vừa mới vệ sinh cá nhân cho nó. Đấy. Đó. Nó đeo bằng cái đeo ở màu vàng vàng này. Một số bạn hỏi thì tôi trả lời luôn, nó là cái ở bên điện nước ấy. Những cái công trình lớn nó là cái mã số của hệ thống điện ấy. Đó, người ta quy ước nó có số mà. Đấy, thì hai con một đôi thì mình xuống hồ mình sẽ cho cùng một số. Đấy. Đấy, như con này là con số 3, con số 7. Đây con số 3 đây. Con số 3. Đó, con số 3. Đấy, thì trong cái đống này sẽ có một con số 3 nữa. Vậy vì gì là mặc dù nó lao nhau lẫn lộn này nhưng mà nó thực tế là đâu vào đấy hết. Đấy, như cái đôi này thì nhỉnh hơn một chút, đang bắt đầu tập ăn rồi. Các bạn ạ. Đang tập ăn rồi. Và những cái đôi bên này thì cũng hoàn toàn là không phải bón nữa, nó đã ăn được rồi. Tất nhiên là mình đưa tay thì nó vẫn nhau. Đấy. Mà loại này thì tôi đảm bảo 100% là nếu có sổng ra thì nó không biết tự kiếm mồi, trừ các bạn để nó ra ngoài thiên nhiên khoảng tầm một tuần một tháng mà nó đã có những cái quanh quẩn quẩn ăn được sống được thì nó mới đi. Chứ còn loại này thì kể cả nó rất là thuần, nó không bỏ chúng ta đó, nó không phải là chim rừng. Chim rừng thì là xin thưa với các bác là một đi không trở lại. Còn chim nuôi bón từ nhỏ thì chắc chắn là nó sẽ ở với chúng ta. Và nó sẽ cho hiệu quả sinh sản rất là tốt. Bởi vì nó thuần người nên là nó sẽ không bị, trong trường hợp nó động bị tiếng ồn, tiếng nói hoặc là gì là nó sẽ không bỏ ổ, bỏ con, bỏ trứng. Đó. Tầng này thế thôi. Mình thiết kế 3 tầng. Đó. Mỗi một tầng có một thế hệ, mình có một quy ước. Đây là những cái đánh dấu của mình. Đó. Mình đây là những cái đánh dấu của mình các bạn. Đây. Đó là những đây là những cái khoảnh khắc mà các bạn thấy là Thao làm được để cung ứng ra thị trường những cái chú chim gáy chất lượng. Đó. Như loại này là tí nữa là mình phải sử dụng vaccine trùng đậu cho nó. Đó, tại vì loại này là mình mới xuống ổ, đâm ra là cũng chưa sử dụng vaccine trùng đậu. Đó. Đó, các bạn, rồi một hệ thống trang trại rất là quy mô, các bạn ơi, rất là quy mô. Đó, đây là những chú chim phát hiện tố chất và tách ra nuôi. Đây là con này là con Thái. Thái cổ, chim đực. Rồi những chú chim. Đây là mô hình đằng sau để nuôi vú nuôi và nuôi chim bố mẹ đẻ trứng. Mình có sử dụng công nghệ máy ấp trứng đó, và công nghệ vú nuôi thì mới ra được nhiều chim non như vậy các bạn ạ. Đấy, nếu như các bạn không có kinh nghiệm, không có chuyên môn thì các bạn nuôi đã rất là khó. Đây là những đôi bố mẹ của mình đó. Đó. Đôi bố mẹ của mình quay dí vào nó thấy hơi lạ, cái dây máy quay nó hơi giống con rắn. Đấy. Mình biết là như vậy nên là mình sẽ quấn nó gọn nó vào. Mình cầm sát thì giống chim này kẻ thù của nó là rắn, nó mèo. Riêng hình cầm cái gì giống con rắn là nó rất sợ. Đó.
đây cũng là một đôi bố mẹ tiếp đó. Và một dãy bên này cũng là những cái đôi bố mẹ đó. Một dãy như này từ đây đến đây đó, một dãy này toàn những đôi hay mới cho lên chỗ gần người như này. Đây là bóng cây mát đấy các bạn ạ. Đấy. Và từ những cái lồng theo kiểu hạ thổ như này thì rất nhiều đó, rất nhiều. Và đây là lồng treo là chống chuột đó các bạn ạ. Có nắp máng tự động đó. Đó. Mỗi một tầng này là được 4832 44 4416 1234. Mỗi một năm mỗi tầng, mỗi một khu vực này là 16 đôi. Đó. Và các bạn thấy là đây nữa, đây vẫn chưa kịp tắt điện. Bởi vì sáng ra mình cũng vội làm ở phần trên. Đó. Đấy, các bạn thấy là nếu như các bạn nuôi nhiều này mà các bạn không lắp máng tự động như thế này thì tôi đảm bảo các bạn nó sẽ quên uống nước, quên cho ăn ngay. Bởi vì tôi tính đến hàng nghìn đấy. Đó các bạn thấy không? Bởi vì là như vậy. Nó mang tính chất là hệ thống đó. Và hình như hôm nay là có một đôi này là cũng phải bắt xuống bởi vì nó cũng cứng chim rồi. Hình như nó không biết là nó ok. Ồ các bạn thân mến, đôi này nó đã ra rồi. Tôi sẽ zoom lại cho các bạn thấy. Đôi này là phải bắt được lên rồi. Đó. Nhiều khi là đó. Các bạn nhìn thấy hai con chim non chưa? Tôi zoom lại một chút nữa. Đó. Các bạn nhìn thấy hai con chưa? Thực tế là các bạn nuôi như thế này thì nó hơi mất diện tích nhưng mà con chim bố mẹ rất là khỏe mạnh. Đó. Đây. Thì ngay đi sau đây là tôi sẽ phải xuống ổ ngay. Bởi vì nếu mà để nó to thì mình bón nó sẽ nhát hơn. Đó các bạn ạ. Đó. Thì cái cách để mà nuôi như thế này các bạn làm khoảng hạ thổ như thế này. Đó. Và có hai bên. Bên kia cũng là ổ đẻ. Và bên này cũng là ổ đẻ. Đó. Đó, tôi bắn một cái sắt vào tường và treo đu đơ như này thì chuột gần như nó không có nối nào để nó treo xuống cả, bởi vì ngang góc tường kia thì nó không có đường đi xuống. Đấy, chính vì nó như một cái cây có cái tay xòe ra và nó làm ổ. Chính như vậy chim nó rất là không hay bị chuột phá. Thực tế là chuột là một kẻ thù rất là khó chịu trong quá trình nuôi chim sinh sản. Tôi sẽ có những cái video chia sẻ với các bạn về cách chống chuột và diệt chuột cũng như mèo rắn. Đó, tại vì nó diễn ra thực tế trên cái trang trại của tôi. Các bạn thân mến. Đó. Đó. Thì đây là cái tấm bờ lô này, nó sẽ làm mát. Và khi mỗi lần bắt con là tôi chỉ cần lật tấm bờ lô này lên và tôi sẽ mà thôi bắt luôn. Tiện thể. Đây, cái lỗ đây. Vừa quay vừa ok. Đó thì cái này các bạn phải lấy cái này các bạn đậy nó vào, nó đơn giản thôi vì nó là cái mặt phẳng bồng bềnh ở trên, chuột nó không vô được. Đó các bạn nhìn thấy chưa, nào ngay bây giờ tôi phải bỏ chú chim này lên trên không là bờ lô nó dập vào. Ok các bạn thông hết sức thông cảm tôi nhé, vì tôi cứ sờ sệt thế chả có ai giúp đỡ cả. Đó, có một bác ấy thuê bác ấy cũng cho chim ăn. Đó, ngoài ra những cái việc kỹ thuật là tôi phải chịu trách nhiệm. Đó. Thế đây là một đôi. Thế về một trên diễn đàn thì các bạn cứ bảo là có phải một đôi không? Thì ngay bây giờ tôi lên tôi lại phải đánh số vào. Đó. Tôi phải đánh số vào. Và thực tế là với trái tim của một người yêu chim thì tôi cũng chỉ biết đánh số và tôi để cho các bạn một đôi như thế này. Tất nhiên là khi các bạn yêu cầu là đảm bảo bảo hành một trống một mái, tôi sẽ bảo hành đó. Tôi bảo hành là về phía tôi. Còn một đôi chim như thế này thì thực ra là bản thân có những đôi nào mà tôi
nó hay ra hai con trống hoặc hai con mái là tôi đã có trong trại nhà tôi đã biết rồi, thì tôi sẽ đánh dấu riêng những đôi đấy ra. Còn những đôi nào mà nó hay ra một trống một mái hoặc là bản thân tôi khi tôi nhìn như thế này tôi đã phát hiện rồi, tôi sờ vào tôi đã phát hiện rồi, cái tỷ lệ rất là cao, thì tôi sẽ đảm bảo cho các bạn là một trống một mái. Trong trường hợp các bạn nuôi sau 6 tháng 1 năm mà nó vẫn có một cái tỷ lệ lệch thì tôi sẽ đổi cho các bạn tương ứng với một chú chim như thế, sau một thời gian như thế và thuần như thế. Chính vì vậy tôi rất là công bằng, mà tôi rất là thẳng phẳng, rất là thẳng thắn. Đó. Thì đây là một đôi chim tiếp theo là bây giờ tôi phải lên ổ. Thực tế là rất là nhiều các bạn ạ. Từ đây xuống dưới kia nó rơi khoảng tầm 120 mét. Và tôi xây dựng các dãy chuồng như thế này và thiết kế ở hai bên. Đó, mỗi một khoang như thế này tôi lại chuyển sang treo lồng như thế này và tôi làm khoảng 2 đến 3 cặp. Đó. Các bạn đừng nghĩ là đó tôi không hề có tính chất gì cả, mà đây là chia sẻ nhá. Nếu các bác nào biết rồi thì có thể bỏ qua. Không ném đá ném gạch, bởi vì thực ra tôi là như vậy. Tôi luôn luôn chia sẻ. Luôn luôn có đam mê. Và những cái dãy như này là như vậy. Tôi có rất nhiều những cặp bố mẹ và những chú chim ra ràng. Đây là những chú chim ra ràng các bạn ạ. Đó. Mình nuôi bón đến lúc nó biết ăn rồi thì mình cho bớt xuống đây. Đó. Những chú chim này là những chú chim đã là khá là đẹp. Đó. Đây là những chú chim Thái. Rồi bên này cũng là chim bố mẹ. Rồi ở giữa là những cái dãy chim này, là những cặp mà mình bắt đầu ghép. Vì tôi ghép thì tôi hay cho vào những cái lồng như thế này. Bởi vì ghép thì nó phải rộng như thế này thì con chim nó mà có đánh, con chim mái thì nó cũng có có cái không gian để nó chạy. Đấy, nó chạy thì có nghĩa là nó dần dần nó sẽ vào đôi. Thì nếu mà các bạn ghép vào cái lồng nó chật quá, con chim trống nó quánh có thể là chớt lưng, chớt đầu, thậm chí là gây đến tử vong cho con chim mái. Đó các bạn ạ. Thế đâm ra là... ấy, mình có là một vài cái chuồng chó, một phần để làm công tác linh, một phần để cho nó gọi là trông an linh, để trông đàn chim của mình. Ngoài ra tôi lắp hệ thống camera, hệ thống điện nước. Điện nước thì dây dẫn tất xuống dưới này. Đó. Còn những cái lồng ngoài này tôi tận dụng là tôi nuôi vú nuôi, tôi vú nuôi hậu bị. Đó. Rồi nói chung là cái lồng là tôi lúc nào tôi cũng đầu tư các bạn. Đấy. Đây là có một con chim chắc là nó ra, chắc là quên đóng cửa lồng ở một ngăn nào đó. Nó ra các bạn ạ, nhưng mà nó cứ quanh quẩn ở đây thôi. Bởi vì trên cái nền tảng tôi bón nó các bạn ạ. Đây. Con chim này nó ra. Đó, các bạn thân mến. Đó là thực tế. Không có gì phải bàn cãi cả. Đó, còn đây là cái nhà gác chim của tôi. Đó. Tối có thể ra đây ngủ. Hiu hiu gió mát. Nó như một cái nhà sàn các bạn ạ. Có cầu thang lên. Đó. Và tôi đầu tư vào cái này toàn bằng sắt và rất là chắc chắn. Để xác định là ở như một ngôi nhà thứ hai để gần gũi với những chú chim và để theo dõi cũng như nắm bắt được những kỹ thuật. Đó. Các bạn thân mến, thì cuối video tôi không biết nói gì hơn, tôi xin để lại số điện thoại là 0163530982 và 0989177982. Các bạn nên gọi số trước và gọi vào những cái giờ đẹp. Cố gắng hạn chế nhắn tin bởi vì tôi không có thời gian phục vụ giải quyết tin nhắn. Đấy, một mình tôi không thể làm hết được chiều lòng được tất cả những cái tình huống xảy ra. Nó đến mức độ là rất là bận rộn các bạn ạ. Đó, thì về cơ chế thì tôi cũng muốn giao lưu toàn quốc và rất là thẳng thắn trong quan điểm là chia sẻ cũng như là đăng bài quảng cáo để kinh doanh phát triển mô hình trang trại chim cu của mình được nhiều người biết đến và tiếng tăm về những chú chim của mình nó cũng được trên diện rộng. Đó, và tôi luôn luôn có thái độ kinh doanh đứng đắn, lâu dài, trung thực, hết mình, chân thành và luôn luôn có trách nhiệm trong những cái việc trong mọi tình huống tôi luôn luôn là cho khách hàng lên hàng đầu và luôn luôn là gì có cái sự thương lượng và có sự đàm đạo làm sao hài hòa giữa bên mua chim và bên bán chim. Đấy, để tránh những cái tình trạng ném đá ném gạch, chỉ có những cái lời lẽ ngôn ngữ trên mạng, trên diễn đàn đó,
quan điểm của tôi, ai làm cái gì tôi không quan trọng, mà tôi chỉ quan trọng là tôi làm cái gì, tôi mang lại cái gì cho đời. Và tôi thực tế là tôi cũng thấy là có rất nhiều fan. 100 người thì có hàng 95 người là fan. Còn một vài người thì có thể họ có những cái tôi của họ, hoặc là có những cái kinh doanh thương trường rồi tất cả, có những cái lời lẽ ngôn từ trên trang thì tôi cũng ẩn đi, hoặc tôi sẽ chặn. Bởi vì có những cái là nó không được văn minh, nói thẳng luôn như vậy. Và tôi cũng có tham khảo một số những cái đồng nghiệp khác ở trên những diễn đàn lĩnh vực khác, thì cũng không thể tránh khỏi được những cái tỷ lệ nho nhỏ mà đi ngược với cái fan của mình. Thì cái đấy không sao, bởi vì mình sống cho bản thân mình thì mình không nên sống cho cái gì khác ngoài bản thân cả, người thân và bản thân mình. Thì video trước thì tôi cũng có chia sẻ một cái thông tin là những cái cặp vú nuôi này của tôi thì đã đến tuổi cập kê đấy, trống đã đạp mái và mái đã đẻ rơi trứng rồi đó. Có những con thì nó rất là bóng sáng đẹp. Nó các bạn thấy là đây là gì, những chú chim trắng tinh là những chú chim Pháp, và những chú chim đen vạch đen ở cổ này là chú chim Nhật đó. Thì mình nuôi theo mô hình này là mô hình hoang dã. Nó nắng buổi sáng thì nó chỉ nắng để nó đuổi giận mạt và nó làm cho bóng chân con chim thôi. Còn buổi chiều thì nó nắng ở bên phần này, nó có cái mái bờ lô này rồi, nó có cái bức tường bên này rồi. Thì tôi sẽ bán 400.000 một đôi, có nghĩa là tôi đảm bảo là một đôi, một trống một mái, và nó đã đến cái tuổi mà cũng bắt đầu đẻ bói rồi. Nó loại này thì nuôi sau khoảng 5 tháng các bạn nhé, đã được 4 tháng rưỡi 5 tháng tuổi. Thì các bạn thấy là tôi có cái lượng khoảng một vài trăm đôi, thì tôi có thể là tôi có thể bán bớt cho các bạn một cái lượng 100-200 đôi thôi. Còn sau một thời gian mà bán vạn rồi thì tôi sẽ không áp về cái giá 400.000 nữa đó. Thế các bạn thấy là thực tế là như vậy. Vậy vị chi là đây là những cái hình ảnh thực tế các bạn. Tôi sẽ zoom lại gần một chút đó. Các bạn thấy không? Chim thì rất là khỏe mạnh. Đó. Đấy. Chim này thì tôi đã tiêm phòng đầy đủ hết rồi các bạn. Tôi khẳng định là chim không... Tại vì chim này tôi nói thật với các bạn là tôi cho tắm nước, tắm nắng. Tôi cho ăn đúng giờ, đúng bữa. Có tiêm phòng, có tất cả những cái quy trình của một người chăn nuôi thời hiện đại là tôi đã áp dụng. Đấy. Nên là cái khả năng bệnh dịch gần như là không có. Mầm bệnh chứa trong con chim là không có. Thế các bạn nhìn con chim trên hình ảnh, các bạn có thể biết nếu các bạn tinh, con chim của tôi không có một tí phân nào dính ở chân cả. Và cái sàn chuồng của tôi đây là các bạn thấy không, nuôi chim nhưng mà chân chim không bao giờ dính cứt. Các bạn nên nhớ một câu mà tôi tự đúc kết ra là nuôi chân chim không bao giờ dính cứt, thì khả năng chim bệnh dịch hoặc là mầm bệnh là rất là ít, và phải có nắng và thoáng đó. Đấy, thì các bạn thấy là với cái diện tích ở trên bao vì nó rất là rộng, thì tôi đã tiềm thức được cái đó và tôi đã phát triển cái mô hình này. Thực tế là các bạn thấy là có những đôi tôi nuôi như thế này là nó đã bắt đầu đẻ được 1-2 đứa rồi đó. Tôi cho ra đây là nó mang tính chất hoang dã đó. Bắt đầu những đôi này là bắt đầu, con này là bắt đầu nháy cánh, bắt đầu nằm ổ rồi này đó. Con này còn trống đó. Thì các bạn thấy là gì, dưới này thì nó xa người, tôi để một vài chú chim Nhật Pháp vào đây để cho nó. Thực ra là đây nó cũng có con chó, chó này là con chó có cái tố chất rất là săn đấy, không phải đơn giản đâu, cắn to như chó béc luôn. Thì các bạn thấy là gì, là những chú chim của chúng ta là rất